Rồi, hello Lan chào anh em à, thì đợt vừa rồi mình cũng khá là bận bởi vì cuối năm rồi thì cũng nhiều việc rồi quay chụp đám cưới đám hỏi rồi sự kiện các thứ kiểu và ảnh ngọt để một người bán hàng thì nhân tiện chiều nay mình cũng phải đi quay ở Hà Nội thì sáng mình sẽ dành rảnh sẽ làm một clip ngắn để giới thiệu các bạn về một cái chi rắn mà mình cực kỳ yêu thích, favorite snake luôn. Đó chính là cái chi này nhá, nó có bao gồm 30 mấy loài trải khắp châu Á, Đông Nam Á. Đó chính là cái chi Boiga. Và mọi người hay biết đến là rắn bắt mèo ấy, ở Việt Nam thì hay gọi là rắn rào. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là mình đã có những cái loài nào của chi đấy nhá. Ok, đây mình có một con mèo đây, nhưng con này là bắt mèo thật chứ không phải là rắn bắt mèo. Nó là con mèo. Này. Ok, bây giờ bắt đầu vào clip nha. Rồi, và đây xin giới thiệu với các bạn là đây mình có 3 hộp rắn, là 3 loài thuộc chi Boiga. Theo như mình tìm hiểu được ấy, thì ở Việt Nam có 1, 2, 3, 4, 5, có khoảng 5 loài thuộc chi Boiga. Đó chính là rắn rào cây này, là con mangrove này. Con đấy thì mình chưa nhìn thấy ở đâu ở Việt Nam có cả, còn lấy từ bên Thái thôi. Nhưng mà theo ghi nhận là có thì mình chẳng biết nào. Còn một con nữa là rắn rào xanh này, là con Boiga Cyanea. Con đấy lên màu xanh cực kỳ đẹp và cũng dễ bị nhầm với rắn đông, và trước mình đã làm một clip rồi. Một con nữa là rắn rào bỏng tây này, là từ bên Trung Quốc, nó chắc là bò sang cũng lân cận ở Việt Nam và Trung Quốc, thì cái vùng đấy có bò khá là nhiều. Rắn rào răng chó này, con đấy thì cực kỳ hiếm xuất hiện ở khu vực mình, ở tầm Đồng Nai các thứ ấy. Mình thì chưa sở hữu con đấy, mình rất là mong muốn là có con đấy. Con đấy thì chắc là cũng mọi người ít biết, mình sẽ cho các bạn xem ảnh trên này. Đó. Và con gì nữa nhỉ? À, con rắn già mọc bích nữa. Con đấy thì bé và đẹp. Nhưng mà con đấy mình chưa thấy xuất hiện một lần nào ở Việt Nam luôn. Cho nên mình cũng khá hoang mang về cái vấn đề xuất hiện con đấy ở trên đất Việt Nam. Còn một loài nữa, thực ra là tính ra phải là 6 loài. Một loài nữa đó chính là rắn rào núm. Con đấy thì cực kỳ nhiều ở trên Việt Nam, nhưng mình đang không có con nào cả. Mà bạn nào mà có thì có thể tặng mình được, mình sẽ đưa ảnh lên đây. Con đấy thì xuất hiện nhiều và size kích thước nó khá là bé. Nó là giọng bé nhất trong Kiberga. Cho nên là con đấy giá trị cũng không cao lắm, có thể bán lại cho người chơi khoảng tầm vài trăm gì đấy cũng được. Đó, mình cũng đang rất muốn sưu tầm con đấy để làm sinh sản, vì bọn này mình cực kỳ yêu thích. Rắn nào đốm nữa mình chưa rắn nào đốm. Đây, ở đây mình sẽ lần cho các bạn xem nha. Đây, ở đây là một con... Đây các bạn có thể nhìn thấy. À, đây mình lót dớn là cho hoa đào cho đen. Và đây các bạn có thể nhìn thấy đây là một con... Đây là rắn rào Quảng Tây các bạn. Con này tên khoa học là Boiga quangsiensis ở Quảng Tây. Con này thì về màu sắc thì nó không được sặc sỡ nhiều lắm. Nó hơn đầu của người nó hơi màu vàng, nó vạch vàng. Với phía thân thì của nó thì một màu nâu thôi, nâu đen thôi. Nó không đen hẳn, nó không nâu hẳn, cho nên là màu này không sặc sỡ lắm. Nhưng mà cái hình dạng đầu của nó thì cực kỳ đẹp. Đây, zoom lên này. Mắt nó lực cực kỳ to luôn, đúng không? Mắt bồ câu trâu, con đầu con bay. Thực ra bọn mắt mèo này thì hầu hết con nào mắt cũng kiểu như này. Rất buồn cười. Mà nó cũng có kiểu cũng giống như là một vài loài rắn khác, và cũng giống như con mèo là khi ra ngoài ánh nắng ấy, thì đồng tử nó sẽ co lại kiểu thành một hình dẹt luôn. Còn khi nào mà trong tối tối thì mắt nó sẽ tròn xoe luôn, y như con mèo. Thực ra là có rất nhiều loài chăn rắn cũng mắt kiểu như thế, không hiểu sao bọn này lại gọi là cắt snake. Ví dụ như con chăn gấm thì nó cũng mắt nó cũng co dẹp lại kiểu như vậy được. Đó. Bọn này thì tất cả bọn Boiga này nó đều là bọn gọi là real fan, là con nanh sau. Thực ra là nanh này cũng có ảnh hưởng lắm với con người, mà
cũng khó bị dính phải một việc. Bình thường ấy, con rắn độc khác ấy là nó đang trước, nó cắn phát là nó tiêm độc vào người mình luôn. Nhưng con này một khi nó cắn mà nó phải nhai mình mấy phát thì nó mới tiêm cái độc ở đằng sau vào mọi người được. Và độc này cũng khá là nhẹ, nó không ảnh hưởng con người. Cho nên là các bạn mà gặp nó đừng có đập chết nó để nó sinh sống, như là nó con này thì thích bắt chuột rồi bắt chim này rồi các thể loại cực kỳ tốt luôn và khá là đẹp đấy chứ. Đây là mình cực kỳ thích cái bọn kiểu như thế này, bọn voi gà và con mèo. Đấy, con này thì hôm trước mình mới lấy về, nó cho nó ăn hai quả trứng chim cút rồi. Nhưng mà nó mới về cho nên là lúc nó ăn đính mà bắt ra để chụp ảnh thì sợ nó nôn ra nên là không phải bắt ra nữa. Vì bọn rắn này cực kỳ dễ sơ chết. À, còn một cái điểm nữa, bọn rắn này khi mới bắt về mà là con to ấy thì cực kỳ dễ sơ chết, dễ bỏ ăn, dễ chết bởi vì sơ chết bỏ ăn, cực kỳ dễ sơ chết luôn. Nên là các bạn phải làm cái môi trường cực kỳ thích hợp cho nó để có thể an toàn trong đấy và để yên nó đấy trong 1-2 tuần gì đấy rồi mới cho nó ăn. Còn bọn Morgan và Baby thì nó không sợ gì cả, nó về nó ăn mẹ luôn, không ảnh hưởng gì cả. Đây con này cũng là lại nhỏ nhỏ như nhỡ rồi, bọn này con này có thể lên được tầm 2 mét này, con này chắc đây nâng tầm 1 mét gì đấy. Mình mới thử được con này cực kỳ thích luôn, quá đẹp, mắt đúng là một câu chữ con đậu con bay, và nhìn cái đầu nó cũng gần giống như rắn độc. Rồi bây giờ mình sẽ tất con Wang Xian Xi này đi nha. Rồi, cất con này xuống này. Tiếp đến chúng ta có một con rắn nữa. Đâu rồi nhỉ? Đây. Ở đây là con rắn rào xanh. Con này mọi người hay gọi là con lục tre ấy. Các bạn lục tre mình không hiểu tại sao lại gọi là lục tre. Ngày xưa mình không biết được con này, mình cứ lấy con này về nuôi thôi. Thế là nghe mọi người bảo là con này là lục tre, mình cũng cho cây tre cho nó đẹp cho nó thành lục tre. Con này là rắn rào xanh nha các bạn. Con này là Boiga Siena. Và con này kích thước mắc sai cũng lên được đến 2 mét đấy. Khá là to và đẹp, cũng ăn chim, chuột, các thứ các kiểu. Và độc nhanh sau. Con này độc cũng ít thôi, không phải nhiều độc lắm. Lên màu xanh này cực kỳ đẹp này, lúc lớn, lúc to ấy lại cắn rồi. Cái này nó kiểu nó dở hơi ấy. Cầm lên tay rồi nha, đợt trước mình cầm lên tay xong nó tìm mặt mình, nó bổ thẳng mặt luôn. Cái này khá là dở hơi, nhưng mà cực kỳ đẹp đấy, các bạn có thể nhìn thấy màu xanh này. Mình thì về rắn thì mình thích là những con là màu xanh này. Và loại thứ hai mình thích đó là rắn mắt mèo. Đó, con này nó hội tụ đủ hai yếu tố đấy rồi. Và con này có con cưng của mình. Bật mí cho các bạn là cái hình xăm ở trên tay này này, là mình xăm đúng cái này và ảnh này trên này mình chụp xăm con này luôn, cho các bạn có thể thấy độ cưng chiều của mình đối với con này như thế nào. Mặc dù con này tính dở hơi, con này thì mắt nó không to được như là con màu rào Quảng Tây, nhưng mà đầu nó lại giống rắn độc hơn và cái vảy của nó sắp xếp nó nhìn khá là đẹp. Con này mà khi nuôi to lên mà đẻ trong một cái bể kính hơi cao một chút là sẽ đắt thật là đẹp nữa, thì để làm cảnh quá đẹp luôn. Bởi vì bọn này là rắn cây, nó thích leo trèo và bò trườn linh tinh. Đó, đây là rắn mắt mèo nha, chi boy ga. Rồi, đây là con thứ hai trong bộ sưu tập rắn mắt mèo của mình. Và mình sẽ cất cái này đi. Rồi, tiếp đến đây là con cuối cùng trong bộ sưu tập của mình. Đây chính là con Mangrove Cat Snake. Là ở Việt Nam hay gọi là rắn rào cây ấy. Chứ thực ra mình thấy con này Việt Nam không có. Con này cũng khá là đẹp, màu đen và vàng. Áp ảnh lên thì mọi người hay nhầm với là cặp 5, nhưng thực ra nó chả lên 3 đến cầm 5 cả. Con này thì cũng có độc, nhưng là độc nhanh sau và cũng hơi nguy hiểm một chút. Đó, con này thì đúng là hơi nguy hiểm một chút.
kích thước mắt sai cũng khá là to, trên 2 mét. Mắt là cũng mắt to tròn các kiểu, và nói chung là các bạn nhìn đầu của bọn Boa Ga này thì có mấy con nào đầu cũng gần gần như nhau, nên mình cũng thích, rất là thích cái đầu của nó. Đấy, nhìn cực kỳ đẹp luôn, các bạn có thể nhìn thấy. Con này thì tên khoa học của nó là Boa Ga Dendrophila. Và cái bọn Dendrophila này thì có khá là nhiều phân loài. Dành cho các bạn nào chưa biết thì phân loài nó là những cái loài kiểu cùng một loài này, nhưng mà phân bố ở một, những chỗ khác nhau thì nó sẽ lên cái hình thể, hình thái, đặc điểm hình thái khác nhau. Ví dụ như là màu khác này, hoặc là khoa văn trên người hơi khác một tí, nhưng mà vẫn là cái loài này, thì đấy gọi là phân loài. Con này khá là nhiều phân loài nha các bạn, mình thấy cực kỳ nhiều luôn. Con này thì mình bắt con này là con to, cho nên là hơi bị sở chất, hơi khó tính một tí. Con này nó thích ăn rắn hơn, ăn rắn nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem clip ăn rắn ngay bây giờ luôn. Và bình thường ấy thì bọn này có thể ăn trứng này, ăn rắn này, ăn cá này, ăn chuột, ăn chim này, ăn cực kỳ nhiều thứ, cực kỳ ăn tạp luôn. Nhưng mà con này nó là thằng vừa mới về nên là nó cũng dễ sửa chết các thứ, cho nên là cứ phải từ từ. Cho nên nuôi rắn các bạn cứ phải gọi là bình tĩnh, từ từ, tự tin chiến thắng thì các bạn có thể nuôi được những con rắn khỏe mạnh và đẹp đẽ. Đừng có vội vã quá, nó cứ bảo anh ơi con rắn này hôm của em mới về nó không ăn. Các bạn có phải từ từ, bởi vì bọn này thần kinh cũng khá là yếu, nó cũng không dạng người như là chó mèo hay là cái gì đấy, tùy từng con thôi. Đó. Rắn thì cũng tùy từng con và thần kinh mạnh yếu khác nhau. Đây, bạn thấy con này cực kỳ đẹp luôn, Boa Ga Dendrophila nhá. Tên nghe cũng kinh khủng, tên dài vãi. Tên tiếng Anh của nó là Mangrove Cascade, nó là mangrove là rừng nước. Con này phát hiện là nhiều rừng nước rất là nhiều. Và con này có một biệt tài bơi lội cực kỳ đỉnh. Cái vân xem kẽ trắng vàng và đen trông gọi là gì ạ? Độ tương phản cao, quan trắc cực kỳ cao luôn, nhìn rất là đẹp. Và con này mình thấy là cực kỳ nhiều người thích con này. Đây thì mình trong cái chi Boa Ga đấy thì chi Boa Ga có 30 mấy loài, thì hiện tại thì mình mới có được 3 loài thôi, cho nên mình cũng đang sưu tập dần dần. Trước mắt thì chắc là chúng ta kiếm thêm một ít rào đốm để vì bọn đấy cũng khá là nhiều ở Việt Nam và cũng kích thước khá là nhỏ, thì mình nghĩ là làm sinh sản cũng dễ hơn, và bởi vì nó nhiều mà cho nên mình có thể kiếm được một cái để cho sinh sản được. Và tiếp tới là mục tiêu chắc tiếp theo chắc là cái con rắn rào răng chó. Còn đấy là dịch ra nghe hơi bị ngu, nhưng mà tên tiếng Anh cũng là như thế luôn. Tên tiếng Anh nó là dog tooth cascade, cũng là rắn mèo răng chó luôn. Đấy là sao đặt tên là rắn mèo răng chó, đầu tiên là ngu vậy, bọn Tây nó đặt tên như vậy. Tên tiếng Anh của con đấy là tên khoa của con đấy là Boa Ga Cynodon, cực kỳ đỉnh luôn. Con đấy thì quá đẹp luôn. Đây là chi rắn yêu thích của mình và mình đang sưu tập dần dần. Các bạn thấy những cái con rắn mắt mèo này như thế nào, các bạn có thể comment bên dưới nha, có đẹp hay không, có thích hay không. Và các bạn lưu ý là nếu mà từ sau mà các bạn gặp những con rắn này thì nên để cho nó gọi là sống thoải mái tí nha, đừng có đập chết đâu. Kể cả nó có bò trong nhà chăng nữa thì nó chỉ tìm chuột để bắt thôi, thì nó không có ý định mà để giết hại các bạn đâu, cho nên là đừng có đập chết nó nha, tội nghiệp nó ra. Bởi vì là cái hệ sinh thái của Việt Nam bây giờ các động vật rừng bây giờ không nhìn thấy nhiều nữa rồi, cho nên là các bạn cũng đừng vì sự sợ hãi, sự ích kỷ của mình mà đập chết hết bao nhiêu là rắn. Vì thực ra là những con đấy nó không ảnh hưởng, không gây hại gì cho mình cả, chỉ trừ những con có độc. Mà những con có độc thì thực ra là do các bạn động chạm đến nó thì nó bắt đầu nó tấn công, không phải là tấn công mà là nó tự vệ, chứ không phải là nó có ý định tấn công mình. Bởi vì nó giết bạn xong thì nó cũng chả ăn được, nó cũng chả giết để làm gì, chứ nó cũng không như là con người là thích tàn sát cho vui, mà nó chỉ là một là tự vệ, hai là để ăn. Thì nó tấn công con người và các ca tử vong bởi rắn thì cũng không phải là nhiều đâu, nói là nhiều thì cũng so với là tử vong do chó thì cũng không nhiều đâu, cho nên là các bạn đừng có kỳ thị loài rắn quá.
Đó, đó là cái điều mình muốn nói ở đây. Cũng giống như là vừa xong có một trên Facebook có một cái bọn câu like đéo gì đăng tin là có người ta mua một đống rắn với cả mấy con trăn để đi phóng sinh. Cái điều đấy cực kỳ tốt, bởi vì cái phóng sinh đấy là có nghĩa là gây làm cho hệ sinh thái nó ổn định lại, nhưng nó không bị thiếu hụt loài rắn và trăn quá. Thì mình có xem qua cái ảnh đấy thì con trăn người ta phóng sinh nó là trăn gấm, và rắn người ta phóng sinh hình như là rắn chun thì phải. Con đấy cũng khả năng không độc, các bạn chả phải lo. Mà những con phóng sinh mà có độc ấy thì người ta sẽ cơ quan bảo tồn, người ta sẽ phóng sinh vào trong những cái nơi mà tít sâu trong rừng quốc gia ấy, và nói chung là không có người, ít người qua lại ở đấy để đảm bảo hệ sinh thái. Các bạn đừng có kiểu tuyệt diệt mà sau này con người cũng chả có gì mà ăn được thì chết thôi. Cho nên là mọi người hãy chung tay, chung là đừng có giết hại loài rắn nhiều quá để bảo vệ hệ sinh thái môi trường nhé. Bởi vì nếu các bạn giết nhiều rắn nhá, thì thứ nhất là chim sẻ nó sẽ phát triển rất là mạnh, nó sẽ phá hoại mùa màng, và chuột cũng phá hoại mùa màng, chuột phát triển rất là mạnh, và rắn là thiên địch của hai con đấy. Cho nên là các bạn đừng có vì sự thiếu hiểu biết và sợ hãi quá mà là phá hoại hệ sinh thái, thì sẽ nói chung là không tốt cho một ai cả, không tốt cho một cái gì cả. Ok, và bây giờ mình đói quá rồi, thì bây giờ mình xuống nhà ăn cơm này. Ok, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Tạm biệt nhé.